Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tầng 57.19 miền Nam California, 16.12 miền Bắc California và Galaxy 19 trên toàn tổng, tổng Hoa Kỳ và Canada. Sứ ngôn viên Lâm Hùng và Bảo Khanh xin đăng ái kính chào quý vị. Vẫn như thường lệ thì trước khi vào tin chi tiết, chúng tôi sẽ điểm những phần tin chính như sau. Anh quốc cải tổ nội các, bổ nhiệm chủ tịch mới của đảng bảo thủ. Nhiều tòa nhà lịch sử và địa điểm khảo cổ tại Syria bị phá hủy do động đất. Bắc Triều Tiên kêu gọi củng cố tư thế sẵn sàng chiến tranh, mở rộng tập trận. Nhà sáng lập Brunner nói sẵn sàng đấu máy bay với Ukraine trên bầu trời Bagram. ô tô bị mắc kẹt dưới nước trong lũ lụt ở Bolivia. Và sau đây là phần tin chi tiết với xứng công viên Bảo Khanh. Kính thưa quý vị, bản tin chi tiết đầu tiên của buổi chiều ngày hôm nay đã cho biết là Anh Quốc cải tổ nội các, bổ nhiệm chủ tịch mới của đảng bảo thủ. Thủ tướng Anh Quốc là ông Rishi Sunak vào hôm ngày 7 tháng 2 đã ra thông báo là những thay đổi quan trọng trong chính phủ với việc thành lập thêm 4 bộ phận mới, bổ nhiệm chủ tịch mới của Đảng Bảo thủ. Trong lần cải tổ nội các lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền vào hồi cuối năm ngoái, Thủ tướng Sunak cũng đã quyết định là chia tách Bộ Chiến lược Kinh doanh, Năng lượng và Công nghiệp và Bộ Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao là DCMS thành 4 bộ mới, trong đó có các bộ phụ trách về năng lượng và khoa học. Cụ thể là bộ trưởng kinh doanh hiện nay là ông Grand Shafts cũng đã được bổ nhiệm làm bộ trưởng Bộ an ninh năng lượng mới đã được thành lập. Trong khi bộ trưởng thương mại là Kemi Badenoch thì được trao một vai trò mở rộng hơn khi bao gồm cả kinh doanh và thương mại. Cựu bộ trưởng văn hóa là Michelle Donlan được bổ nhiệm làm người đứng đầu của Bộ khoa học, đổi mới và công nghệ, trong khi cựu bộ trưởng nhà ở là Lucy Fraser thì đảm nhận vai trò Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao. Cùng với việc cải tổ nội các, thì Tổ tướng Sunak cũng đã ra thông báo bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Thương mại là Greg Hans vào vị trí Chủ tịch Đảng Bảo thủ. Việc cải tổ nội các đã diễn ra hơn tuần sau khi Thủ tướng Sunak đã sa thải ông Nahim Hazahawi khỏi vị trí chủ tịch của đảng bảo thủ do có liên quan tới một cuộc điều tra về thuế. Kính thưa quý vị, quay sang phần tin liên quan tới động đất gần đây nhất. Nhiều tòa nhà lịch sử và địa điểm khảo cổ tại Syria bị phá hủy do động đất. Tổng cục Cổ vật và Bảo tàng ở Syria đã cho biết nhiều địa điểm khảo cổ đã bị thiệt hại sau trận động đất vào ngày 6 tháng 2. Tổng cục Cổ vật và Bảo tàng ở Syria cho biết thành phố cổ Aleppo có niên đại từ thế kỷ 13 đã bị thiệt hại nhẹ. Một số phần của cối xe gió Ottoman bị sụp đổ. Xuất hiện của các vết nứt và sụp đổ một phần từ các bức tường phòng thủ lịch sử ở phía Đông Bắc. Khu phố lịch sử ao jarlum thiệt hại một cách nghiêm trọng về cấu trúc. Động đất cũng đã khiến phần lớn mái vòm của ngọn hải đăng đã bị đổ. Lối vào lâu đài đã bị hư hại. Tổng cục cổ vật và bảo tàng ở Syria chỉ ra rằng một số hiện vật của bảo tàng quốc gia ở Aleppo đã bị hư hại và các vết nứt xuất hiện trên mặt tiền của bảo tàng. Đối với thành phố Hama, các tòa nhà lịch sử ở tỉnh này cũng đã bị thiệt hại. Động đất đã làm sụp đổ mặt tiền của các tòa nhà lịch sử và xuất hiện các vết nứt trên tường của các tòa nhà lịch sử khác. Các chuyên gia vẫn đang kiểm tra toàn bộ mức độ thiệt hại đối với các di tích lịch sử và các tòa nhà lịch sử trong cả nước sau trận động đất. Bắc Triều Tiên kêu gọi củng cố tư thế sẵn sàng chiến tranh, mở rộng tập trận. Nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên là ông Kim Jong Un đã cam kết sẽ mở rộng các cuộc tập trận quân sự và tăng cường tư thế sẵn sàng chiến tranh của đất nước. Đài truyền hình nhà nước KRT đã đưa tin vào hôm ngày 7 tháng 2 khi Bình Nhưỡng chuẩn bị kỷ niệm một lễ kỷ niệm quân sự. Ông Kim đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban Quân sự Trung ương của Đảng Lao động Cầm quyền vào hôm 6 tháng 2, nơi các quan chức thảo luận về các nhiệm vụ chính trị và quân sự lớn trong năm nay và các vấn đề dài hạn có liên quan đến định hướng xây dựng quân đội. Phương tiện truyền thông nhà nước đã cho biết như vậy. Và truyền thông nhà nước cũng đã đề cập đến quân đội nhân dân Triều Tiên, đã nghiên cứu về và thảo luận về vấn đề liên tục mở rộng và tăng cường hoạt động, cũng như là diễn tập chiến đấu của KPA để đối phó với tình hình hiện tại và hoàn thiện nghiêm ngặt hơn khả năng chuẩn bị cho chiến tranh. Cuộc họp đã diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên được cho là sẽ tổ chức một cuộc biểu diễn diễn hành quân sự để đánh dấu kỷ niệm ngày thành lập lực lượng vũ trang của nước này vào hôm thứ Tư ngày 8 tháng 2. Hình ảnh vệ tinh thương mại cũng đã cho thấy là quân đội của Triều Tiên đang luyện tập theo đội hình ở Bình Nhưỡng và Hàn Quốc cũng cho biết là họ đang giám sát các hoạt động có liên quan gia tăng này. Quay sang phần tin, nhà sáng lập Warner nói sẵn sàng đấu máy bay với Ukraine trên bầu trời Barmut. Hôm 6 tháng 2, sáng lập viên tập đoàn quân sự tư nhân Warner của Nga, ông Prigozhin đã tuyên bố sẵn sàng trực tiếp cận chiến trên không với các lực lượng Ukraine để giành quyền kiểm soát ở thành phố Mark Bakhmut, thưa quý vị, nơi mà Nga và Ukraine giao tranh dữ dội trong thời gian vừa qua. Ông Yevgeny đã đưa ra một tuyên bố ở trên trong một cái đoạn video ghi cảnh buồn lái của một máy bay tiêm cường kích gọi là Su-24 ông nói rằng mình vừa thực hiện một phi vụ trong đêm tại thành phố barmouth khu vực Donbass miền đông của ukraine trận chiến barber đang tiến tới giai đoạn khốc liệt nhất nga đang đưa vào trận hàng loạt binh sĩ mới các nỗ lực quân sự của nga dường như tập trung vào barmouth trong khi đó thì ukraine cảnh báo rằng họ đang chuẩn bị cho một tình huống nga mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm giành thế chủ động và trong những cái tháng gần đây, doanh nhân Prigozhin đã tìm cách quảng bá hình ảnh của mình như một ứng viên tiềm năng thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Nga ông Sergei Shoigu. Hiện nay, chiến sự ở Barman vẫn đang trong thế giằng co. Lực lượng Ukraine vẫn cố gắng tổ chức các cuộc tập kích vào các vị trí quanh thành phố này. Nhân viên quân sự của tập đoàn Warner đi đâu đi đầu trong những cái chiến dịch quân sự của Nga kéo dài 8 tháng nhằm đánh chiếm Barman, dù rằng giới phân tích đã cho rằng thành phố này ít giá trị về mặt quân sự. Những chiếc xe hơi bị mắc kẹt dưới nước trong trận lũ lụt ở Bolivia. Cơ quan báo giới của chính phủ Bolivia, viết tắt là ABI, đã đưa tin vào hôm thứ Hai ngày 6 tháng 2 là mưa lớn ở Bolivia đã gây ra lũ lụt phá hủy nhà cửa, đường phố ngập lụt và những các xe hơi đã bị mắc kẹt dưới nước. Hai người đã bị thiệt mạng ở các thành phố Wane và Yanakachi thuộc tỉnh La Paz. Chính quyền địa phương cũng cho biết là lũ lụt lớn đã khiến hơn 5.000 người phải di tản và đã phá hủy 5 cây cầu. Giám đốc quản lý rủi ro của Cochabamba là Fernando Fernandez đã cho biết vào hôm thứ Ba, ngày 7 tháng 2, là có một cảnh báo màu da cam đối với vùng nhiệt đới do lũ trên các con sông và nguy cơ lũ lụt và tràn bờ có thể xảy ra. Tổng thống của Bolivia là Luis Arce vào hôm thứ Ba cũng đã ngay lập tức tới, sở, tới cơ sở Santa Cruz để chuyển hàng viện trợ đến các vùng bị lũ lụt để giúp đỡ cho việc cứu trợ thiên tai tại đây. Đến đây, Lâm Hùng và Bảo Canh xin cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của đài IBC và chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.